Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy tỉa kiển trên cao nha các bạn. Cây máy tỉa kiển trên cao này nó mang thương hiệu là Tanaka nha các bạn. Nó có dung tích là 22cc, bê tông 32 ly. Với tầm cắt kiển của mình rất là vừa các bạn. Khỏe vừa ha, vừa tầm, tại vì Nhật nó đã thiết kế nguyên cơm lê như thế này nha các bạn. Đây, các bạn quan sát cái nòng và cái buji của nó này. Nhìn biết cái độ mới nó cỡ mức độ nào rồi ha. Đây, cái độ đẹp của nó, độ đẹp, độ mới của nó gọi là xuất sắc luôn. Cái tỉa kiển trên cao Tanaka nha các bạn. Tỉa kiển trên cao Tanaka. Tanaka. Ha. TBH2211 các bạn. Đây. Made in Japan ha. Rất là chuẩn luôn. Đây các bạn nhìn xem. Tinh. Cây này giống như đập thùng vậy các bạn. Rất là đẹp ha. Đặc biệt nó mang cái tay gà bóp luôn, tay gà bóp ha. Này cái này là an toàn nha, này bấm nút giữ một mức ga ha, chốt nút này được chốt ha. Này công tắc nó có đánh dấu on off này, stop này các bạn, stop. Mình nghiêng cho các bạn thấy chữ stop đấy ha, stop. Hướng về mũi tên nè, hướng về mũi tên sẽ là stop nha, kéo trả về đây, xa chữ stop ở đây thì nó sẽ nổ nha các bạn. Đấy. Kéo lùi là nổ nha, kéo lùi về là nổ, đẩy tới phía trước là tắt ha, kéo lùi là nổ. Tay cái bóp ha, một cái đeo tinh luôn, tay nắm phía trước nè. Lát này ha. Bạn quan sát từng chi tiết à. Máy này máy tỉa kiển trên cao ha, cán dài mà nó không có dài quá nha các bạn, nó cũng trung bình thôi. Cái tầm này 2 thước 5 các bạn, tầm tổng thể cái máy khoảng 2 thước 5, 2m5 rồi các bạn. Các bạn xem cái hệ thống tỉa kiển của nó còn mới chét. Ở đây là cái hệ thống này mình dặn mở này ra ha. Mở này ra mình có thể điều chỉnh theo góc độ cắt nha các bạn. Đây, để mình chỉnh cho các bạn xem. Mình có thể cắt lên cao ha. Mình có thể hạ xuống thấp ha. Xong mình vừa ý ở đâu thì mình chốt tại ở đó nha. Chốt bằng cái nút này ha. Nút này. Đây, mình sẽ cắt lên tí xíu mình sẽ chốt lại nha. Đó. Cái cần này là cần tay này đặng mình gặt lên nè. Để mình thao tác cho các bạn xem nha. Cần này tay này tay gặt nè. Để mình quay lại tí xíu nè. Đây, tay gặt nha. Mình gặt lên đó là nó đi lên nè các bạn. Đấy ha. Nó làm nó thiết kế cả một cái tay này để cho mình hất lên điều chỉnh là cho nó thuận lợi ha. Và mình chốt lại nha. Đây, các bạn quan sát xem cái hệ thống của nó nè, các bạn theo đây. Made in Japan luôn các bạn đây. Rất là đỉnh, không còn chỗ nào bàn cãi được nữa ha. Máy mình cái này ghi hình độ nét nó kém quá các bạn thông cảm nha. Cái hệ thống này mình gọi là hệ thống lưỡi tông đơ nha các bạn. Giống như cái tông đơ hớt tóc của mình, nó nghiến qua nghiến lại. Giống y chang cái tông đơ hớt tóc các bạn nào cũng biết cái kết cấu của tông đơ hớt tóc. Cái này nó đưa cái ứng dụng cái tông đơ hớt tóc đó vô, nó cắt kiển ha. Giống như mình hớt kiển cho nó ngọt mà nó đứt, nó đẹp ha. Nó không có bị tưa.
Ngoài cái công việc mà mình tỉa kiểng thì mình cũng có thể làm vườn được các bạn. Làm vườn được mình tỉa, ví dụ như mình trồng những cái loại cây nào cần tỉa cành đó, giống như cây na. Cây na là cái bản đầu ta đó các bạn, mình cũng lấy cái máy này ra để mình tỉa cành na cho nó ra bông ha. Tỉa mình tạo tán cho nó ha, cho nó cắt đọt cho nó ra bông, kích thích nó ra bông. Ngoài ra cái máy này á có những dùng người ta đi cắt lúa rài đó các bạn. Lúa rài gọi là lúa lúa cỏ đó. Khi mà lúa cỏ mà mình diệt không hết hồi nhỏ tới lớn lên tới lúa lúa gặt á, nó sắp sửa chỗ thì lúa rài nó chỗ trước nha, lúa cỏ nó chỗ trước, người ta sẽ lấy cái máy này người ta đi đi cắt cắt cho lúa 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 lẫn lúa lộn á, nó lúa cỏ đó, nó không có chỗ bông được ha. Nếu để nó chỗ nó chín thì nó cũng mùa sau nó lên khủng khiếp lắm. Người ta sẽ cắt trước ha, trước để cho hạn chế lúa cỏ. Tổng thể cái máy đây thì những ứng dụng đó thì ngoài ra mình cũng có thể mình cắt tỉa trà cũng được các bạn. Nói chung là cắt tỉa cái gì cũng được, giống như tỉa kiểng, tỉa cây cảnh vậy, cắt tỉa cái gì cũng được, do ứng dụng của mình thôi ha. Nó rất là nhiều công dụng. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha, nó chạy cái chế quạt khí quanh rồ, nãy giờ mình quên nói nha, nó chạy chế quạt khí quanh rồ các bạn. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng đóng he ha, he gió sắt nè các bạn. Rồi mình bật nổ nha. Nổ lại nha. Rồi để mình lên ga lớn rồi mình cho các bạn xem cái động cơ nó hoạt động nha. Nó không có kịp các bạn, hình như là nó ghi hình được có 50 hình trên một giây, cái này nó quá nhanh, thành ra khi mình ghi hình nó lẹ quá như vậy là nó chập chờn đó các bạn. Mình giới thiệu cây Tanaka TBH 2211 nha các bạn, 2211. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.